Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Đây, giới thiệu các bác con âm ly SA 7800 7800 trơn các bác nhé. Mặt mũi còn đẹp hàng bãi các bác nhé. Có một vết dày xíu xíu ở đây. Sassy 7 màu còn đẹp lắm nhé. Sò zin. Cái mên này màu nó đen đen cho nên là quay lên nó vậy. Nhưng mà ngoài còn đẹp lắm nha. Còn đẹp lắm. Sò đẹp. Đây thì sò taxi đấy. Cái dây này em thấy một số shop bán màu trắng chứ không phải đâu nhá. Em nhìn thấy màu đen đây, đây là một cái nó vẫn còn cái dây bảo vệ nhá. Đây, dây bảo vệ đó, em về trắng. Để quay phía sau, nhấc phía sau quay lại cho bác nhé. Đây, taxi phía sau còn rất là đẹp nhé, đẹp, đẹp, rất là đẹp luôn. Mã số nó là 5282, 160W. Đây, những cái ấy này còn đẹp lắm. Đấy, những ngày taxi à. Em nhắc quay lại nhé. Con này hàng bãi về nó, cái nắp lưng này nó chảy nên em sơn lại nhá. Hàng bãi zin, bao zin còn đẹp lắm nhá. Giá bán 5,7 triệu các bác nhá, 5,7 triệu con âm ly này. Bác nào cần mua thì cứ cân nhắc kỹ nhá, hàng bãi. Cần chỉnh hết rồi. Cái đèn vu này là đèn zin nhé, đèn zin nó màu trắng trắng là đèn zin đấy các bác. Rồi bác nào có nhu cầu alo cho em nhé, giá 5,7 triệu ạ.